Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của Tel4vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số câu lệnh CLI thông dụng mà các bạn sẽ sử dụng trong suốt quá trình vận hành Zabbix của mình. Đầu tiên là các lệnh Operation. Operation ở đây là các lệnh bao gồm Status, Start, Stop, Restart Service. Thì tương tự, chúng ta có Status. Ta có thể kiểm tra được trạng thái của service là đang running hay đang disable hay đang như thế nào đó. Tương tự thì các lệnh start, stop, restart service cũng như vậy. Lệnh này khá là căn bản ha. Tiếp đến, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về các command tương tác trực tiếp với service như là Zabbix Server Command và Zabbix Get Command. Ở đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về Zabbix Server Command. Thì Zabbix Server Command trừ V, V hoa thì sẽ show version của phiên bản Zabbix chúng ta đang sử dụng. Ở đây là phiên bản 5.0 và mình còn một server tương ứng nữa với phiên bản là 4.0. Zabbix Server trừ V, V hoa show version á, đại loại vậy. Đây, phiên bản 4.0.29. Tiếp đến, chúng ta sẽ có option trừ H. Trừ H này tương đương với lại option trừ trừ half trên các service khác tương tự trên hoạt động trên nền Linux. Sẽ show cho chúng ta các option, các syntax cần thiết. Description cho chúng ta biết những cái cấu hình, những cái option đi kèm với câu lệnh này. Trừ C là mode config. Zabbix server của chúng ta sẽ được fork sử dụng cái file config mà chúng ta sau khi chúng ta dùng option này thì default cái file config của Zabbix server nằm ở /etc/zabbix/zabbix-server.com .config. Nếu như không dùng cấu hình default, chúng ta có thể move cái file zabbix-server.config này sang một nơi khác và phải trỏ lại đúng đường dẫn trước khi start server, Zabbix server, nếu không thì sẽ không nhận cấu hình. Tiếp đến sẽ là trừ R, R hoa này là runtime control. Thì runtime control ở mode này chúng ta có thể đi với những cái option khác như là config get reload, rmb get reload. Thì mục đích của cái việc này là tương tự như bên Asterisk hoặc là những nền tảng đồng bộ từ web GUI sang database. Thì việc reload config, reload get config này sẽ giúp cấu hình chúng ta ăn ngay lập tức mà không phải chờ đợi. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có lock level increase là tăng cái mức độ lưu trữ lock của chúng ta, của Zabbix server chúng ta lên. Và bên cạnh increase thì sẽ có decrease là giảm cái mức độ lưu trữ lock xuống để giảm tải cho cái bộ nhớ của server. Rồi tiếp đến, chúng ta sẽ có thêm option nữa là dial info. Thì đây là lệnh chuẩn đoán. Khi cái lệnh này được gán thì đằng sau của dấu bằng sẽ là cái thứ mà chúng ta cần chẩn đoán. Thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ chẩn đoán những thứ liên quan tới history get, value get, là ting hay là LD. LD tức là low level discovery. Thì khi mà mình show ở đây á, mình chạy, mình run những command này ở đây á và trả về kết quả successfully, tức là không có chẩn đoán nguy hại nào đối với những option mà mình đang tiến hành chẩn đoán. Tiếp đến, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về Zabbix get command. Thì Zabbix get command này là dùng để get các giá trị item key gửi về từ Zabbix Agent. Thì Zabbix Agent, thì như bài trước mình cũng đã nói, thì khi mà Zabbix Agent được cài đặt lên Zabbix server, thêm lên một nền tảng OS nào đó, sẽ collect hết thông tin information của
cái OS, nền tảng OS đó và gửi về JavaBeans Server để tiến hành phân tích. Thì ngay tại đây chúng ta sẽ dùng lệnh này để phân tách các cái key item. Thì cũng tương tự như vậy, trừ V hoa là show version, version của JavaBeans Get của mình là 5.0. Cùng cái loại version với lại JavaBeans Server của chúng ta. Rồi, cấu hình, cái cấu trúc sẽ sử dụng cái lệnh JavaBeans Get này sẽ là JavaBeans Get trừ S, S ở đây là hostname, trừ B, B là bot, hostname và bot ở đây là hostname và bot của JavaBeans Agent được cài lên cái máy client mà muốn monitor, trừ key, trừ K, K ở đây là key item này chúng ta sẽ dựa vào cái những gì mà được show ra từ những gì đã collect được từ JavaBeans Agent. Ở đây thì mình cũng chuẩn bị sẵn một JavaBeans Server 4.0, thì mình cũng có cài JavaBeans Agent lên đó. Thì mình sẽ đóng vai trò là cài đặt JavaBeans Agent lên cái phiên bản 4.0 này để JavaBeans 5.0 monitor nó. Đó. Version ở bên này là 4.0. JavaBeans Agent chữ P tức là bring all tất cả các key item. Đây là tất cả những key item mà JavaBeans Agent collect được trên cái máy Linux này. Mình sẽ lấy ví dụ item key là system.hostname. Để mình check xem JavaBeans Agent ở đây này đang dùng bọt gì. Default là bọt 10050. À, Netstart tool chưa cài. Thì ta có thể vào file config của JavaBeans Agent để check cũng được. Khi nãy mình chưa có install cái Nettool. Để view cái config của JavaBeans Agent, ta vào etc javabeansagent.config. Rồi, tại đây ta sẽ tìm tới cái phần bọt. Đây rồi, listening default bot là 10050. Đây là bot của JavaBeans Agent đang hoạt động ha. Tôi sẽ show IP của máy này. IP address. IP máy này là 10.250.0.5. Rồi, ta sẽ run cái syntax của JavaBeans Get là JavaBeans Get chữ S. S là tương ứng với hostname, chữ B là port và chữ K là key item khi nãy mà mình copy bên nãy á. Đây ta sẽ show lại. Ta sẽ dùng thử cái phần system hostname. Đây, hiện tại cái hostname của cái máy chủ JavaBeans 4.0 đang là localhost.localdomain. Mình sẽ thử change cái hostname này ha. Chain thành JavaBeans 4.0. Ồ, không đúng. Phải là hostname mới đúng. Hãy dùng command hostname chứ không phải domain name. JavaBeans 4.0. Rồi, bây giờ chúng ta thử get lại ha. Ta show thử nè. Đó, là ngay lập tức JavaBeans Agent sẽ collect cái thông tin này ngay lập tức.
Và S ở đây là dạng chuỗi string. Rồi bây giờ ta sẽ get bên cái mấy chỗ này. Đây, get được ngay lập tức. Rồi, như vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xong một số câu lệnh CLI mà chúng ta sẽ thường dùng với JBit. Rồi, cảm ơn các bạn ha.